Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì em sẽ review cho mọi người một sản phẩm. Sản phẩm này. Cẩn thận con đứng dậy con. À, không sao, không sao, không sao. Không sao nha, con lên giường đi. Con lên giường đi nha. Không đau hả? Cái sản phẩm này là sản phẩm mà như kiểu là cái tạo da đó mọi người, kiểu vậy đó. Đây, tinh chất của nó là có sâm, mật ong rừng, hoa hồng, cam thảo, tinh dầu chanh, tinh dầu nghệ, tinh dầu hương oải hương nha đam. Đây, và nhiều dưỡng chất thảo dược tốt cho da. Đó là mọi người. Này, nghe mùi thuốc bắc không mọi người? Cực kỳ luôn. Cái này là sắc hồng nha mọi người. Đây, ngừa mụn nám. Cái này thì em chưa sử dụng đâu nha mọi người. Em thấy mọi người nói là đẹp lắm là em mới mua về, chứ em cũng chưa sử dụng đâu nha. Đó, khi nào mình nhé sử dụng thì mình sẽ lắc lên để cái chất thuốc ở trong này này, cái thuốc màu trắng ở trong này nó tan ra rồi mình lấy nhãn hiệu của nó lên luôn. Mình lắc cái này này cho nó đều ra hết. Này, mặt của em ấy mọi người thấy không, toàn nám không á mọi người. Đó. Bên này thì em sẽ sử dụng, tại vì cái này thì em mới mua đó mọi người. Em mới mua, em chưa sử dụng, em đưa đi ra review luôn các bạn, sắc học luôn. Nói chung chưa biết kết quả thế nào nha. Khi nào biết kết quả thì em sẽ cho mọi người xem. Còn cái mặt của em hiện tại thì này, nám, tàn nhang, đờn mồi, sẹo, quá trời luôn, không còn gì để nói. Cái này đắt của nó là 2023 nha mọi người. Tháng 10 2023 là hết hạn nha. Gì? Chơi đi. Đừng có làm vậy đâu. Đó mọi người. Sắc hồng nha mọi người. Nói chung là thấy mọi người mới thấy mọi người dùng được rồi á, dùng rồi á, thấy là nó là đẹp lắm, trắng hồng đẹp lắm. Nên là em thử sử dụng cho em nha, chứ em cũng chưa sử dụng nữa nào. Nhưng mà em review cho mọi người xem cái sản phẩm này nha. Có rất nhiều loại, có như là có nhiều loại lắm, trên TikTok rất là nhiều loại. Nhưng mà em thấy người ta dùng cái này rồi thì em sẽ mua cái này nha mọi người. Còn những loại khác thì em chưa thử. Bye bye, tạm biệt mọi người nhé.